Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Vào Tu. Như video lần trước mình đã chia sẻ về cái cảm biến ngắt lạnh của con Ford Transit rồi anh em ạ. Thì hôm nay mình lại chia sẻ cho anh em biết được cái cảm biến nhiệt độ dàn lạnh trước của Ford Transit anh em nhé. Đây là cái chính là cái cảm biến nhiệt độ dàn lạnh trước. Hay anh em mình có thể, rất nhiều anh em gọi là cảm biến đuôi chuột. Bởi vì sao, mình sẽ giới thiệu ngay sau đây. Đây là mã phụ tùng của nó. Tôi bỏ qua cái mã này đi, tại chữ Trung Quốc không hiểu gì đâu. Đấy, cảm biến đuôi chuột tại sao? Bởi vì cái đuôi này này, cái cảm biến này, đầu cảm biến này, nó rất là giống cái đuôi chuột. Chà, chà chà, đây. Ok, đây là mã phụ tùng của nó này. Đây, logo Ford nhá. Mã này, Made in China này. Ok. Hai giác cắm anh em ơi. Nó dài như thế này, nó cắm ở phía dàn lạnh phía trước nhá, cảm biến nhiệt độ. Trên này chắc là nó có cái đầu đồng hay là đầu gì đấy. Nó sẽ đưa đo bằng cái nhiệt độ, xong nó đưa về hai cái rác này. Từ rác này nó sẽ đưa lên cái bộ xử lý trung tâm hiển thị lại cái nhiệt độ ở trong xe chẳng hạn. Đây, chắc là thế nguyên lý hoạt động. Chung là anh em mình nếu mà quan tâm hay là học sản phẩm nào ấy thì có thể liên hệ với mình qua số 0949253889 hoặc là 0908468226, số line cửa hàng. Thực ra là cái này nó cũng rất ít khi hỏng ấy, mình ít khi va chạm với cái này, nhưng mà hàng vẫn có anh em nhé. Anh em nếu có cần hàng thì nhớ liên hệ với mình, đăng ký kênh của mình bên phía này để cập nhật tất cả những cái video mới nhất về Phạm Vào Auto, phân biệt hàng xịn hàng thường, bắt những cái bệnh, một số bệnh đơn giản mà anh em mình có thể tự sửa chữa được ở nhà. Truy cập web bên này để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm. Phạm Vào Auto, phân biệt thật giả, hung đúc niềm tin. Chúc em và thái hẹn gặp lại anh em video lần sau.